Trình bằng, một kẻ sát nhân máu lạnh, đã biến nhà mình thành lò mổ với hơn 20 con chó giữ luôn sẵn sàng ăn thịt người. Trong suốt nhiều năm, hắn đã ra tay sát hại những nạn nhân vô tội chỉ vì những lý do nhỏ nhặt, sau đó ném thi thể của họ cho bầy chó hung hãn ăn sạch mọi dấu vết. Nhưng chính sự kiêu ngạo với một chiếc máy nhắn tin đã khiến Trình bằng bị lật tẩy, chấm dứt chỗ tội ác ghê rợn này. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vụ án này. Ninh Hạ là một vùng đất yên bình của Trung Quốc, đã bị chấn động bởi tội ác kinh hoàng của Trình Hoàng, kẻ được mệnh danh là ác quỷ nuôi chó dữ. Câu chuyện bắt đầu từ những ngày tháng tưởng như bình thường, nhưng dần dần Trình Bằng đã lộ diện là một kẻ sát nhân không gây tay. Hành trình tội ác của hắn kéo dài nhiều năm, gây ra sự phẫn nộ không chỉ với người dân địa phương mà còn lan rộng ra khắp Trung Quốc. Trình Bằng sinh năm 1962 là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả ở Ninh Hạ, Cha của hắn là một cán bộ cấp cao, điều này mang lại cho Trình Bằng một cuộc sống dư giả và được nuông chiều từ nhỏ. Hắn muốn gì là có đó, và điều này khiến tính cách của hắn trở nên ngạo mạn và ích kỷ. Ngay từ khi còn đi học, Trình Bằng đã nổi danh là kẻ côn đồ trong trường. Bạn học của hắn thường xuyên bị bắt nạt và hắn không ngại ngần ra tay khi gặp chuyện không vừa ý. Đến khi vào trung học, hắn còn dám đánh cả thầy giáo. Trường học không thể chịu đựng được sự hung hãn của Trình Bằng, và quyết định đuổi học hắn Nhưng thay vì cảm thấy xấu hổ hay hối lỗi Trình bằng lại cảm thấy thoải mái Vì nghĩ rằng không phải đi học là một điều tốt Từ đó trình bằng bắt đầu sang ngã Vào con đường côn đồ và quậy phá Hắn thường xuyên tham gia vào các vụ đánh nhau Và gây rối trong khu vực Năm 17 tuổi Hắn bị cảnh sát bắt giữ vì một vụ sâu sát Nhưng hắn không hề lo lắng Vì tin rằng cha mình sẽ lại giải cứu mình như những lần trước Thế nhưng lần này Cha hắn đã thay đổi, ông không những không bảo vệ hắn mà còn yêu cầu cảnh sát xử lý nghiêm khắc. Điều này khiến Trình Bằng bị kết án 2 năm tù giam. Việc cha không đứng về phía mình khiến Trình Bằng nảy sinh mối hận thù sâu sắc với gia đình. Sau khi mãn hạn tù, hắn quyết định cắt đứt liên lạc với cha mẹ và rời khỏi nhà. Mặc dù Trình Bằng từ chối mọi sự quan tâm từ gia đình, nhưng cha mẹ hắn với tình yêu thương vô điều kiện vẫn không ngừng lo lắng cho hắn. Khi Trình Bằng 26 tuổi, cha mẹ hắn đã giới thiệu cho hắn một cô gái để kết hôn với hy vọng rằng điều này sẽ giúp hắn ổn định cuộc sống ban đầu trình bằng miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này vì thấy cô gái có ngoại hình khá cha hắn thậm chí còn sắp xếp cho hắn một công việc tại một viện nghiên cứu ở ninh hạ tuy nhiên cuộc sống gia đình và công việc ổn định nhanh chóng khiến trình bằng cảm thấy chán nản hắn bỏ bê công việc rồi từ chức và bắt đầu chìm vào cuộc sống cô đơn tự nhốt mình trong nhà chỉ dành thời gian nuôi hơn 20 con chó giữ. Việc nuôi những con chó giữ khiến Trình Bằng trở nên khác biệt so với những người dân xung quanh. Không ai dám lại gần nhà hắn vì những con chó hung dữ luôn gầm gừ và đe dọa bất kỳ ai lại gần. Trình Bằng chìm đắm trong cuộc sống biệt lập, chỉ biết đến bầy chó của mình. Trong những ngày tháng cô đơn đó, Trình Bằng gặp một nữ sinh đại học trẻ đẹp. Hắn lợi dụng sự hứa hẹn rằng mình sẽ giúp cô tìm việc làm nhờ vào mối quan hệ của cha mình để dụ dỗ cô về nhà. Sau một thời gian qua lại, hai người trở thành người yêu, nhưng không lâu sau, cô gái bắt đầu yêu cầu Trình Bằng thực hiện lời hứa nhanh chóng giúp cô tìm việc. Trình Bằng không hề có ý định nghiêm túc với mối quan hệ này, hắn chỉ muốn vui đùa với cô. Khi cô gái liên tục nhắc về công việc, hắn cảm thấy phiền phức và tức giận. Và một ngày, cơn giận của Trình Bằng bùng nổ hắn cầm lấy chiếc kìm lớn trong nhà và tàn nhẫn ra tay cướp đoạt mạng sống của cô gái ngay tại chỗ đây là lần đầu tiên hắn ra tay sát hại người nhưng thay vì sợ hãi hắn lại cảm thấy có một sự thỏa mãn đến kỳ lạ sau khi sát hại cô gái sau khi lấy mạng cô gái trịnh bằng không biết phải xử lý thi thể như thế nào trong lúc loay hay hắn nảy ra một ý tưởng kinh hoàng hắn quyết định ném thi thể của cô gái vào sân sau nơi đang nuôi bảy chó dữ Hắn tin rằng bầy chó sẽ xử lý thi thể cho hắn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sau đó hắn thản nhiên đi tắm và đi ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, khi Trình Bằng tỉnh dậy, thi thể của cô gái đã hoàn toàn biến mất. Những con chó đã ăn sạch mọi thứ. Trình Bằng không những không cảm thấy kinh hãi trước cảnh tượng này, mà còn cảm thấy vui mừng vì không phải lo nghĩ cách xử lý thi thể nữa. Từ đây, hạt giống tội ác trong hắn đã nảy mầm và hắn bắt đầu lao vào một con đường tội lỗi không lối thoát. Từ sau vụ sát hại người đầu tiên, Trình Bằng ngày càng trở nên táo tợn. Hắn bắt đầu cảm thấy việc sát hại động vật không còn thỏa mãn như trước và muốn thử cảm giác sát hại nhiều người hơn. Hắn đã đột nhập vào một kho hàng của công ty và đánh cắp 8 khẩu súng săn cùng 2.000 viên đạn. Kể từ đó, hắn thường xuyên sử dụng súng săn để săn bắn gà vịt rồi ném xác chúng cho bầy chó giữ ăn thịt sau khi đã dần quen với việc dùng súng săn bắn động vật trình bằng bắt đầu cảm thấy điều này không còn mang lại cảm giác hứng thú hắn muốn thử nghiệm cảm giác sát hại người để thỏa mãn sự tò mò và lòng tham vọng của bản chất tàn ác bên trong con người hắn hắn không còn cảm thấy bất kỳ rào cản đạo đức nào và việc sát hại người giờ đây chỉ là một hành động vô cảm trong một lần khi một người bạn của trình bằng gặp mâu thuẫn với người khác hắn không do dự sách súng lên và tìm cách giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Dưới sự che chở của đàn chó giữ, hắn cảm thấy mình có thể vượt qua mọi luật lệ và hành vi phạm pháp. Việc sát hại người đối với Trình Bằng chỉ là một cuộc săn bắn khác và bầy chó giữ của hắn chính là công cụ để hắn che giấu tội ác. Trong suốt nhiều năm sau đó, Trình Bằng đã sát hại tổng cộng 6 người. Những nạn nhân của hắn không phải là những người có hiểm khích hay mâu thuẫn lớn mà nhiều khi chỉ là những người vô tình nói sai một câu hoặc chỉ vì một lý do rất nhỏ nhặt. Chỉ cần một lý do nhỏ, Trình Bằng cũng sẵn sàng tức đoạt mạng sống của họ. Điều kinh khủng hơn, sau mỗi vụ sát hại người, hắn đều sử dụng cách phi tang man dợ của mình, ném thi thể vào sân sau để bày chó giữ ăn thịt. Những tội ác mà Trình Bằng gây ra vẫn chưa bị phát giác, hắn sống cuộc sống hai mặt, bề ngoài vẫn bình thường, nhưng bên trong là một con quỷ sát hại người không gây tay. Việc sát hại người và che giấu thi thể dần trở thành một thói quen với hắn, như thể đó là một phần trong cuộc sống hàng ngày. Sự tháo tận của Trình Bằng đạt đến đỉnh điểm khi hắn ra tay với một người bạn cũ của mình, Trương Minh. Năm 1995, Trương Minh, một người bạn học cũ của Trình Bằng đã liên lạc và hẹn gặp hắn. Lúc này Trương Minh đã thành đạt trong sự nghiệp, trở thành giám đốc của một công ty trong khu phát triển kinh tế tại Ngân Xuyên. Trong buổi gặp gỡ, sau khi đã uống qua vài chén rượu, Trương Minh vui vẻ khoe rằng mình sắp làm một phi vụ làm ăn lớn và đã chuẩn bị được 1,5 triệu nhân dân tệ, tức khoảng hơn 5 tỷ đồng Việt Nam. Trình Bằng trong lúc vừa uống rượu vừa lắng nghe, không thể kiềm chế được cơn tức giận đang dân trào. Sự đố kỵ và ganh ghét đối với sự thành công của Trương Minh khiến hắn quyết định ra tay sát hại người bạn học cũ này để cướp đoạt số tiền lớn. Hắn âm mưu sát hại người và dàn dựng kế hoạch một cách tàn nhẫn ngày 7 tháng 1 năm 1995, Trình Bằng mời Trương Minh đến nhà mình với lý do tặng một con chó. Khi Trương Minh đến, hắn bỏ thuốc vào trà khiến Trương Minh mê man không còn nhận thức. Sau đó hắn dùng súng bắn nhiều phát vào đầu, sát hại Trương Minh ngay tại nhà mình. Sau khi ra tay, hắn lục lọi người bạn cũ và nhớ lại về số tiền 1,5 triệu nhân dân tệ mà Trương Minh đã khoe. Hắn nhanh chóng lấy chìa khóa nhà của Trương Minh và dự định ngày hôm sau sẽ đến nhà bạn để lấy số tiền này. Tuy nhiên mọi chuyện không diễn ra như hắn mong đợi. Khi đến nhà Trương Minh, hắn không tìm thấy 1,5 triệu tệ như đã nghe, mà chỉ tìm được 600 tệ tiền mặt, 3.000 tệ trái phiếu quốc gia và 500 tệ công trái. Dù không tìm được số tiền lớn, hắn vẫn lấy đi chiếc máy nhắn tin mới mua của Trương Minh và đeo vào người như một cách để khoe khoang. Chính sự ngạo mạn này của Trình Bằng đã dẫn đến cái kết cho chuỗi tội ác của hắn. Chiếc máy nhắn tin của Trương Minh đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi dẫn đến sự truy bắt của cảnh sát sau khi trương minh bị mất tích bạn bè của anh đã gửi nhiều tin nhắn vào máy nhắn tin trình bằng trong sự kiêu ngạo thậm chí còn trả lời một trong những tin nhắn và ngang nhiên gọi điện lại cho bạn của trương minh tự giới thiệu danh tính của mình đó chính là sai lầm trí mạng cảnh sát nhanh chóng lần theo dấu vết của chiếc máy nhắn tin và bắt giữ trình bằng sau nhiều tháng điều tra và thu thập chứng cứ toàn bộ tội ác của hắn bị phơi bày trước pháp luật Trình Bằng cuối cùng phải trả giá cho tội ác của mình. Ngày 26 tháng 9 năm 1995, hắn bị xử tử theo đúng pháp luật. Những con chó giữ ăn thịt người mà hắn nuôi cũng bị tiêu diệt bởi cảnh sát. Trình Bằng, một kẻ nuôi chó, đáng lẽ ra phải là người tràn đầy tình yêu thương và lòng trắc ẩn, nhưng cuối cùng lại biến thành một con quỷ sát hại người không chút lương tâm. Vụ án của hắn không chỉ gây sốc với mức độ tàn ác, mà còn khiến người ta tự hỏi về bản chất con người liệu rằng như người ta vẫn nói, con người sinh ra vốn thiện lương hay như vụ án này đã cho thấy lòng tốt chỉ là một sự lựa chọn và có những kẻ sinh ra đã là hiện thân của ác quỷ. Có lẽ điều gây kinh hoàng nhất về trình bằng không phải là số lượng nạn nhân hay cách thức hắn sát hại người, mà là sự lạnh lùng và vô cảm đến khó tin trong mỗi lần hắn ra tay. Hắn không chỉ sát hại các nạn nhân một cách tàn bạo, mà còn sử dụng thi thể của họ để nuôi sống bầy chó dữ của mình điều này không chỉ cho thấy sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với tính mạng con người mà còn phản ánh tâm lý bệnh hoạn và biến thái của hắn trong quá trình điều tra các nhà chức trách đã phát hiện rằng hầu hết các nạn nhân của trình bằng đều là những người không có xích mích gì với hắn một số người chỉ vô tình làm phật ý hoặc nói sai một câu và điều đó đủ để hắn quyết định ra tay hắn hành động như thể mình có quyền kiểm soát và chi phối mạng sống của người khác coi họ như những món đồ chơi có thể hủy diệt bất cứ lúc nào Việc sử dụng súng săn và chó giữ để thực hiện tội ác của mình là một phần trong chiến lược của Trình Bằng nhằm che giấu tội lỗi. Hắn biết rõ rằng việc tìm cách xóa sạch bằng chứng là điều cần thiết và những con chó là phương tiện hoàn hảo để làm điều đó, nhưng sự táo bạo và tàn nhẫn của hắn càng lớn lên sau mỗi lần sát hại người, dẫn đến sự tự mãn và lơ là, khiến hắn phạm phải sai lầm chí mạng. Trình Bằng có lẽ đã tin rằng hắn sẽ không bao giờ bị bắt. Hắn nghĩ rằng mình đã tạo một hệ thống an toàn cho tội ác với bảy chó là đồng minh trung thành và súng săn là công cụ đắc lực. Nhưng câu chuyện của Trương Minh đã cho thấy sự ngạo mạn và tự mãn thường là bước đầu tiên dẫn đến sự sụp đổ. Chiếc máy nhắn tin và trình bằng khoe khoang đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi, cho thấy rõ dấu vết của tội ác. Sau khi bị bắt, trình bằng phải đối mặt với sự điều tra gắt cao từ phía cảnh sát. Họ không chỉ thu thập các bằng chứng về vụ sát hại người của Trương Minh, mà còn lần ra những vụ án khác mà hắn đã thực hiện trong suốt những năm qua. Những manh mối dần lộ rõ và câu chuyện về kẻ nuôi chó ăn thịt người đã gây chấn động không chỉ trong khu vực Ninh Hạ mà còn lan rộng khắp cả nước. Hành vi sát hại người và giấu xác qua bầy chó đã biến trình bằng trở thành biểu tượng của sự tàn bạo không thể tha thứ. Ngày 26 tháng 9 năm 1995, Trình Bằng bị xử tử theo pháp luật. Đó là kết cục cuối cùng cho một kẻ đã mất hết nhân tính, không còn khả năng phân biệt đúng sai, nhưng câu chuyện của hắn đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng những người biết đến. Trịnh bằng không chỉ sát hại nhiều người vô tội mà còn cướp đi sự bình yên của cả một cộng đồng, khiến ai cũng lo sợ trước sự tồn tại của một kẻ độc ác ngay giữa lòng xã hội. Video về vụ án ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này, hãy để lại bình luận phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.